Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, hiện tại thì Trang đang ở thị trấn Dòng Ghiền của huyện Dòng Ghiền á, của tỉnh Kiên Giang, bà, cô chú, anh chị. Hiện tại thì Trang đang ở trước cửa đường vô trọ của chị Tiên. Chị Tiên Mũ Hẩm thì Trang có chia sẻ hoàn cảnh lên là chị có bầu nhưng mà thì chồng bỏ cho nên không có tiền đi sanh, thì Trang có chia sẻ hoàn cảnh lên thì được ông bà hỗ trợ tiền sanh đó, ông bà cô chú. Hiện tại thì Trang cũng báo tin vui cho ông bà, tại hai ngày nay thì do Trang bận làm nhà, Trang không có chia sẻ cho ông bà là hiện tại thì chị đã mẹ tròn con vuông rồi, đang trên đường xe về đây, nên Trang ở đây Trang đón để mà Trang chia sẻ hạnh duyên mới đó với ông bà cô chú anh chị nha. Và thành viên mới đó là có rất nhiều tình yêu thương của ông bà cô chú anh chị cũng như những nhà hảo tâm đã hỗ trợ những tình yêu thương đó để cho đứa bé hôm nay được chào đời thuận lợi như thế đó. Thì Trang cũng rất là biết ơn vì và trân trọng biết ơn vì những tấm lòng cao quý của ông bà cô chú anh chị đã dành cho chị cũng như đã luôn tin tưởng Trang, đã đồng hành cùng Trang cho đến thời điểm hiện tại ạ. Bây giờ thì Trang cũng mời ông bà ngồi đợi với Trang nha. Trang điện chị với tài xế thì 15 phút nữa về ông bà cô chú. Nên Trang ngồi đây Trang đợi chào đón em bé. Trang cũng mời ông bà đợi với Trang nha. Trang điện tài xế rồi thì cỡ 15 phút nữa thì tới rồi đó ông bà cô chú. Ở đây là khu phố 6. Dạ đây ông. Dạ. Anh chồng lấy chìa khóa này. Về tới rồi ông bà cô chú ơi, em bé về tới rồi ông bà cô chú. Ôi dung da đi hai lần luôn nghe. Đợi nằm không mà không chịu ấm. Nằm hả? Không chịu ấm hả? Chịu nằm chứ không chịu ấm. Ừ, chưa trơn là biết rồi ha. Biết nằm đi cho mẹ đi làm. Mấy bữa quá rồi. Ông mừng. Mấy bữa rồi. Em mới 4 bữa. 4 bữa. Ok. Mấy ký, mấy ký? Dạ, chung giấy để 2 ký hình như là 2 ký 7 hay vậy. Cười kìa. Vừa rồi, 2 ký 7 vừa rồi, cưng rồi, cưng án luôn á trời. Rồi, cảm ơn anh luôn nha. Rồi. Đây dễ thương quá. Dạ. Dạ vô. Vô nhà. Khỏe. Hai mẹ dạ. Con. Cảm ơn anh nhiều nha anh. Đây giờ vô đi để đồ anh lưng xích vô. Đây. Cưng ác. Mắt hai mí thấy cưng quá à. Mà ngoan lắm ông bà nghe chú. Nằm trên tay nha. Nằm trên tay cũng khô luôn nè. Ngoan lắm. Thôi cưng đó. Cười với. Con cảm ơn cô chú ông kìa, ông bà cô chú á. Ôi. Về nhà mới nha con. Về nhà nha con. Ngoan nha. Ồ, mắt hai mí gành gạnh luôn nè trời. Ôi chân mày. Trời. Bé trai. Bé trai. Nè anh. Nè. Thèm sữa gì nè. Thấy không? Cưng chép cái gì? Chép cái gì? Ồ chép à. Chưa. Mắt hai mí nữa chứ. Cưng ngát không? Ngoan nha. Vô nhà với mẹ nha. Ừ. Bật quạt lên cho nó thoáng cái phòng. Ừ, đúng rồi, phòng nó ẩm quá. Ngoan lắm nha ông bà. Nãy giờ về không khóc luôn á, cười hoài luôn, tủm tỉm cười hoài luôn á. Ồ. Đó, bà thấy không? Cưng lắm luôn á. Xinh quá ha. Ồ.
Tại vì phòng mấy em gái đi ông bà cô chú, phòng trọ mà mình đóng cửa ẩm ướt lắm, rồi mình không có quét dọn á, nên giờ mẹ đang quét kìa. Ngoan trọ luôn cưng. Ôi giờ gặp em bé là còn thương hoài luôn. Rồi hãy thấy em bé là cưng à. Bé này kháu khỉnh chứ bộ. Ừ, xinh quá. Cưng quá ha. Ừ. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngoan lắm. Rồi về có ăn cơm nước gì chưa? Rồi trước khi lên xe ra ăn rồi. Giờ đói không? Đói là đói chứ. Mua cơm cho. Chút xíu đi, nghỉ mệt chút ra, mệt quá. À, lần điện thoại mua cơm nha. Mua hủ tiếu ăn chứ, ăn cơm gì nổi. Để chút xíu, quá trong rồi. Có cử gì không? Dạ. Có cử gì không? Dạ không có cử, nhưng mà tốt như mình ăn nên ăn đồ gì mau tiêu thôi. Đồ gì mau tiêu. Thì ăn đồ nóng là tốt, càng tốt thôi. Cho em bé uống sữa mà. Con về rồi đây, tên gì? Đặt tên chưa? Tính kêu tên giống anh luôn, tên Chí Em. Chí Em hả? Dạ. Còn nếu tên trong giấy tờ sau này đặt là tên họ thì chưa biết. Còn tên thì tên Việt, hai người tên Việt Nam. Anh tên Việt, còn em tên Nam. Chị con tên Nam mà đó, bà cô chú. Trời ơi, ngoan, ngoan cực luôn á. Cái môi đó tươi à, xây xây ra là cái môi gái nè. Ta ngủ à, mẹ chọc ta hoài, thôi thôi ngủ đi con ha. Sữa nhiều không? Dạ nhiều, đang căng, chảy ướt áo hết à. Cho em bún luôn. Dạ. Tối không cho em bún. Đạp đây nè. Em... Đạp ra, không chịu đắp mờ. Không có mê bún, mê ngủ nhiều, muốn cho nó bú no là bú bình. Còn nó mới thay tả này cho nó bú mẹ thì được. Nó mê ngủ lắm. Đắp mền lại không chịu nghe. Đạp mền ra nãy giờ hai lần luôn rồi đó. Tưởng lạnh lạnh mình đắp lại đạp ra hoài luôn. Còn á. Hỏi gì, có người điện hồi sớm đang đợi xe thì người ta kêu điện xuống xin. Cái hai chồng nói trên Đồng Nai gì hiếm muộn á, nói không em giờ em ở mấy ngày thấy mặt gì không cho ở đâu. Đã khổ con nuôi á, chứ giờ cho không được đâu. Cho lúc mới sanh ra, đừng để thêm mặt. Đúng rồi. Phải như lúc mình mới sanh ra thì sanh rồi đó. Tại vì nghe đằng đó nghe em nghe chị nói là có người kế bên nó mắc con, xong người ta sinh á. Dạ. Phải như mà người ta diễn tẩm đi luôn mình không thấy mặt. Chứ còn cái mặt gì sao cho được. Trời ơi, cưng xỉu luôn á. Nãy giờ coi cơ mê anh cứ lén lén, bây giờ hung hai cái liền á chứ bộ. Không gì nè, không gì nè, không gì nè. Đó. Cưng con chưa? Ghét chưa, ngủ ngoan lắm nãy giờ ha, không khóc không mộng gì trơn, chỉ là cười cười không mà. Chứ mình viện ai khóc khóc là ngủ à. Khóc người ta khóc suốt vậy, chút chút ta khóc, đói khóc mà nó đó, khóc là quơ tay quơ chân gì là xong rồi đó. Đói lắm thì quơ é é é mấy tiếng như tiếng mèo là xong rồi. Mệt nằm nghỉ đi. Nè lên nằm đi. Nè lên nằm đây đi rồi anh Lưng đi mua cơm cho. Anh Lưng đi mua cơm hủ tiếu đi anh Lưng. Dạ, thì nãy giờ Trang thay mặt anh Thái, anh giàu ở bên Úc á, thì gửi cho Trang 1 triệu để đi mua tã sữa cho em bé. Nãy giờ Trang đi mua tã sữa nè, bà cô chú, giấy nữa. Rồi mua phạt con à. Rồi có mua thêm đồ để nấu ăn nữa. Ôi, không chịu về luôn nè, ông bà cô chú gặp em bé không chịu về luôn. Ở đây ngủ luôn đi, giữ em bé luôn nè. Đi. Thức rồi hả? Đây tả là 72 miếng nè, tả là dưới 5 kg.
Sữa này không biết đúng không nè, có hai loại, một loại tăng cân, một loại thông minh. Thấy không? Đúng rồi, tăng cân đúng không? Hồi nãy là 200 mấy anh? Anh có biết trong cái to á. Quên luôn rồi, trong bìu, trong con cưng đúng không? Ừ, cũng nghe lời đi ra con cưng mua chứ không có dám mua ngoài. Đây. Đúng rồi, nè, mua khăn ướt luôn nè, đã chùi ra, chùi ít nè. Vừa hay hết. Thôi. Đây mua sữa, mua tả giấy ướt với giấy khô. Đúng rồi. Để em bọc đi cho nó dễ lấy. Vậy là chùi ít là mát luôn nè con. Mệt lắm. Cái này lấy lau mặt nè. Dạ lau ống sữa chứ nước cũng xài nó đau. Ừ? Này đau sao? Chậm thôi chứ chùi nó được. Mình chùi thì được, nhưng mà nít chùi nó đau. Thì đúng rồi, nít thì chậm chậm vô nhìn thấm thấm vô thôi. Nhưng mà có khu thân ướt rồi nè. Nè, giấy quá trời giấy rồi nè, cho hai đứa con xài. Thoải mái luôn. Bởi đó, vậy mà nằm cái ở đầu anh đẻ mới một chùi. Mới chưa đích xong luôn hả? Cũng hay quá nha. Để đâu cho tiện đi. Phật độ con à. Có bịch đựng đồ. Con cưng đồ này chứ. Lần đầu tiên vô con cưng mua luôn á. Chỗ Trang không có. Giờ về nhà khỏe rồi ha. Còn mổ còn đau gì nhiều không? Đi lại thì nó đau, ngồi lên rồi xuống thì nó đau. Nói chung là mới mổ mà, 3-4 ngày à. Có mua cục thịt nè với trái bí nè, với bồ ngót. Dạ. Thức chị con. Nãy giờ bà con lại thăm nhiều chưa? Bà con lại thăm nhiều, thăm chút về cho nói cho em bé ngủ. Chút lại ngó ngó mặt cái đi về. À, trời ơi, lâu người ta cũng biết, người ta cũng thương. Dạ. Cưng quá mà. Phước lắm. Bé này nhiều người yêu thương lắm, nó được như ngày hôm nay nè. Đây là... Đấy, chứ còn mở đường còn dài lắm mà. Cái ở đây là... Được tình thương ông bà giúp đỡ á. Là nó bé nó mới được chào đời, được kiểu như trọn vẹn như thế này á, suôn sẻ á. Đây là tình yêu thương lớn lắm luôn á con ha. Đói hay gì vậy? Đói. Đói cho bố đi. Ngoan lắm bà cô chú ơi. Chị tức lắm. Mới ị xong rồi uống hai bình sữa của mẹ đó mà cũng không no nữa, giờ phải pha sữa ngoài. Tại anh ta mới ị chống bụng rồi. Cái này ghiền, ghiền núm ngủ quá chứ. Núp. Núp hả? Mà ghiền ngủ hơn ghiền bú, mà tại vì đói phải la làng đó cái đó. Chứ ngồi no vừa ngủ liền luôn. Quá trời buồn ngủ rồi. Rồi hai mẹ con đi về còn tiền không? Ứng người ta có trả lại ngày nào không? Dạ có, trả lại được mười mấy triệu. Ừ, trả lại được mười mấy triệu nha. Để mẹ con, ba mẹ con sống cũng được vậy đó. Tại dạ. Vì lúc chị điện xe cho em là lúc đó chưa có biết thanh toán tiền đúng không? Dạ. Chị lúc nè, ứng 20 triệu vô, cái là chị còn 10 triệu, cái nó kêu chị ứng thêm 5 triệu đang mổ. Dạ. Là còn có 5 triệu, cái xe sở mấy bữa nay cái hết tiền. Ở xã không có tiền xe gì. Mắc lắm. Một hộp cơm với thuốc canh xong 54 ngàn. Mà ăn cho con bú mà ăn đâu có ít đâu. Ăn ngày 3-4 cử. Gửi người tìm mua. Tính tổng chi phí là khoảng bao nhiêu? Tiền ăn với tiền ăn vậy là... Vậy là còn được bao nhiêu? Vậy hiện tại bây giờ trong túi còn được bao nhiêu? Còn được 16 triệu mấy trăm á. Còn tiền ăn với tiền ăn tính từ cái ngày nhập viện mà tới cái ngày đi về luôn á là 8,5 triệu hay gì. Tại vì lúc mà tiền đưa chung thẻ 10 triệu á, rồi đưa ở ngoài riêng á, em rút ra 5 triệu đóng tiền tạm ứng là lúc lên bằng mổ. Còn 7 triệu ra là ăn kéo dài tới khi ngày xuất viện. Ngày xuất viện về còn đúng 20 ngàn. Lúc mà chị điện em nói không có tiền xe về, lúc đó là chưa có thanh toán tiền ha. Em sợ, tại vì em cái người kia cũng ngủ giống em vậy mà đi về thanh toán tiền viện phí về tới 16 triệu mấy. Em nói trời gì mà giữ về đi chẳng. Vậy là mình sợ hết tiền, tại vì không có bảo hiểm nữa mà cô chú. Không có bảo hiểm. Biết sao? Tại vì là người ta lên tỏ lâu, đúng không? Còn mình lên có 2-3 ngày mình mổ. Cũng như là mình lên sau người ta 1 ngày 2 ngày cái gì đó.
mà người ta về trước mình, nói chung là trong vòng tuần á. Cái này cũng rất là may mắn luôn bà cô chú, là tại vì lên cái ca của chị là phải đợi đợi là 1-2 tuần nữa, nhưng mà với số tiền của chị mà có 30 triệu thì tại vì không có thanh bảo hiểm ngàn nào hết rồi tiền. Cái nằm cứ chị cứ sợ, cứ điện cho em biết nói bây giờ kiếm cách nào mổ sớm đi đừng về sớm, chứ ở càng ngày càng lâu là không còn tiền. Tại vì lúc cái bữa ngày hôm qua điện kêu kiếm xe giùm đó là tiền viện phí là 10 mấy triệu đó, còn tiền ăn người ta chưa tính tới đó. Em nói trời ơi, kiểu này về xanh về còn tiền đâu mà như mấy triệu là dữ lắm. Cũng rất là biết ơn, cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu rất là nhiều luôn. Vì anh đã nghe Trang điện đó, mà cô chú nói là chị điện cho Trang, chị nói là kiếm giùm chị chiếc xe nào rẻ rẻ về đi, chứ nếu mà về 2 triệu mấy á thì không còn tiền nữa, là tại vì số tiền chị đang giữ á là lúc đó là chưa có ra bệnh viện thanh toán cái tiền ứng tạm ứng á, là lúc đó là Trang là người vô tạm ứng 20 triệu. Rồi chị nghe người kế bên á thì sanh trước chị á là đóng cho bệnh viện hết là 16 triệu, và chị nói là chết rồi, chuyến này còn có mấy triệu về không đủ. Cái rất là mừng luôn, Trang cũng điện cho anh nhiều, nói giờ mấy mẹ con về mà hết tiền không biết sao về. Cái nhiều nói anh hỗ trợ tiền xe, rồi cái Trang điện cho chị mừng, chị nghe cô chị cũng mừng ghê luôn, nói có được hỗ trợ tiền xe về rồi, chứ nếu như hai mẹ con mà ôm xe đồ về đâu có được đâu bà cô chú, tại đứa bé nhỏ quá. Điện rồi xe khách không chịu, không nhận luôn, điện nhiều xe lắm mà không nhận. Chị cho chị mới mổ ai đâu dám nhận, người ta sợ em bé ồn khóc á. Em bé thường được sanh ra thì khóc lắm. Mình nói em bé ngoan ngủ, cũng ngon ngủ mà không ăn. Đây thì ha, lần trước thì lúc đó mình hình như là ảnh chuyển cho em anh Dũng Canada bà cô chú, thì có hỗ trợ cho tiền lúc mà Trang đem cái video lên, mà anh là một người anh mà nói là hỗ trợ cho tiền chị trả tiền trọ thì chỉ nói là khoảng 5 triệu. Hiện tại thì tiền của anh gửi về cho Trang còn ra số tiền là 5 triệu 9, thì anh có nói với Trang là gửi số tiền đó để cho chị trả tiền cho chủ trọ, thì đây em gửi cho chị 5 triệu 9 nha, còn số tiền còn lại thì để cho mình chăm lo cho hai mẹ con ăn uống. Đây mình gửi tiền. Đây đếm ra giùm em, rồi đếm đi em cầm cho. Ngoan quá con ngồi cưng nha. Dạ con nít là cưng à. Này em xin cảm ơn tất cả anh chị nhà hảo tâm, em không có nhớ tên, em xin tất cả gặp chung đã giúp đỡ mẹ con em trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Em xin hứa là không có tình trạng này nữa, cái này là lần cuối cùng. Cái lúc mà em được tin là vô bệnh viện mổ là em giàu lắm, em nghe người ta nói là 20 triệu này mà không có bảo hiểm là không ăn nhầm gì hết trơn á. Mổ lên ca mổ là 7-8 triệu rồi, rồi nằm ở đó nữa, một phòng một ngày là từ giá 200 ngàn ăn lên, chứ không có dưới. Rồi tiền ăn nữa là ở đây là không, bệnh viện Từ Dũ là không có nhà từ thiện, phải ăn cơm hoàn toàn ở ngoài. Rồi em mới hỏi sơ là nếu mà bình thường mình ở nhà ở đây á, tính luôn tiền viện phí, tiền ăn là người ta nói bao nhiêu. Người ta nói một ngày là phải từ 700 ngàn mới đủ. Nghe vậy xong rồi cái nghe bác sĩ nói là phải dưỡng em bé tới đủ 38 tuần mới được cho mổ. Là lúc đó hồi hộp rồi vung là cao. No quá trời. Trời ơi, bú no quá chừng luôn á. Bú chừng nào chào sữa thôi đó. Không phải ập mà là no quá đó. Tại em không biết. Không phải nó ham bú á, con nít á, mấy đứa ham bú gì nuôi nó mau lớn lắm luôn, không phải nó học, nó học là nó sẽ ói kiểu như nó là nó no nó tràn bụng á. Trời ơi á, gùng lắm. Tới chừng tới hồi mà trước 2 ngày điện cho chị Trang nhờ chị Trang kiếm xe là thấy cái chị kia cầm hóa đơn tiền viện phí tổng hết là 16 triệu mấy trăm, đó là chưa có tính tiền tạm ứng nữa nha, mà chị đó cũng vô tạm ứng 25 triệu. Là nói rồi đợt này nếu mà ra mà thiếu một cái là không biết làm sao, tại trên đó là tạm ứng rồi tiền ăn cũng hết rồi, tới điện cho chị Trang là còn có 200-300 ngàn à.
nếu mà tính dư ra là dư khoảng chừng 3-4 triệu rồi, còn mà đi về xe hết 2 triệu mấy nó về nhà là không biết ăn uống kiểu gì, rồi không biết làm sao nữa, rồi thêm thằng con gửi cho người ta điện lên đấy là mua sữa mua tải nữa, giàu quá trời giàu. Mà hôm nay là được về tới đây thì em rất là mừng, mừng em không biết nói cái lời gì luôn á. Em chết đi sống lại lần này luôn á, mừng dữ lắm, mừng. Cô chú anh chị ơi, thì nãy giờ thì Trang lại đây đến đón hai mẹ con của chị về thì cũng rất là vui mừng luôn khi thấy hai mẹ con, mẹ tròn con vuông rồi được về tới nhà an toàn nữa. Thì được khi về tới nhà an toàn gì thì Trang cũng không quên đó là anh Lê Quang Nhiêu rất là nhiều, vì anh ở xa nhưng mà anh giúp đỡ cho Trang rất là nhiều luôn. Và cô chú anh chị, từ cái mà xe cộ rồi cái những cái mà Trang có cần cái gấp rút á, Trang điện anh á, thì anh liên hệ những người bạn thân, những người quen của anh á để mà tìm được bác sĩ á mổ sớm cho chị để mà về sớm như thế này. Thì Trang rất là thành thật biết ơn anh rất là nhiều, mà còn rất là nhiều người hảo tâm nữa. Thì đây thì Trang cũng xin nhắc lại, thì hồi nãy á, Trang đến đây thì Trang cũng có thay mặt anh thấy anh vào bên nút có mua một số đồ cho chị, tã sữa rồi mua đồ ăn, rồi mua giấy đồ cho em bé rồi nữa bà cô chú. Rồi thì Trang xin nhắc lại một lần nữa đó, những nhà hảo tâm đã ủng hộ cho hai mẹ con được mẹ tròn con vuông như bữa nay nha bà cô chú anh chị. Dạ thì đó là Trang cũng không quên cảm ơn là chú An ở Úc ạ. Con xin cảm ơn chú Thế Võ ở Mỹ, rồi anh Hiếu ở Sài Gòn, và chú Cường ở Đồng Nai cùng với chú Phương ở Sài Gòn ạ. Dạ con cảm ơn anh Điện, chú ở Gò Vấp cùng với chú Hàng ở bên Mỹ, với chị người ở ẩn danh ở Sydney ở bên Úc, và anh Ben ở bên Mỹ, Sen Kim Trần ở Mỹ. Và đó là những người mà cùng với một người, đó là một người anh đó hỗ trợ tiền trọ cho hai mẹ con, đó là anh Dũng ở Canada. Đó là những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hai mẹ con có được ngày như ngày hôm nay á. Trang xin thành đặt thay mặt chị xin, Trang xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã luôn thương hai mẹ con, đã ủng hộ hết mình như thế ạ. Dạ con xin cảm ơn ạ. Còn bây giờ thì cho con xin phép về, vì để về cho hai mẹ con nghỉ sớm nữa, vì đường xa xôi về. Bây giờ thôi giờ chị vô, anh Lưng có mua bọc hủ tiếu rồi, chị trụng một hủ tiếu lên nóng rồi ăn ngủ sớm đó nha. Rồi chị cho xin cảm ơn tất cả nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con qua hoàn cảnh khó khăn này. Con muốn biết nói là gì, giúp này là giúp một mạng người, cứu một mạng sống rồi. Lúc mà con chưa được cứu thì con nghĩ là chắc đợt này con không sống nổi đâu. Con đã từng nghĩ tới là ơn đứa bé trong bụng chết con chưa rồi, mà giờ được vậy là con cảm ơn, mừng, rất là mừng. Con nói chung mà không biết nói là bao nhiêu lời cảm ơn, giờ con chỉ biết ghi nhớ trong lòng ơn đời này là đời đời kiếp kiếp con không bao giờ con quên. Con xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, bây giờ thì em chúc cho chị có thật nhiều sức khỏe nha, để lo cho hai bé, bây giờ là tới hai bé luôn, không phải còn một mình chị nữa. Thì mình nhớ ăn uống đầy đủ nha chị. Còn số tiền đó thì giờ ít nhất có thể là mẹ con trong vòng một tháng mình có ăn đủ mặt rồi đó. Rồi còn có gì nữa tháng sau mình tính tiếp. Thì Trang cũng rất là mong luôn, như ông bà cô chú anh chị mà thương ba mẹ con thì cứ tiếp tục ủng hộ cho bé có tiền uống sữa. Thì Trang cũng rất là biết ơn ông bà. Còn bây giờ thì con xin phép ông bà cô chú anh chị nha.
Hôm nay 8 giờ mấy con cũng xin phép về. Dạ, con xin chào ông bà. Rồi, hai mẹ con nghỉ sớm nha. Về luôn chị ơi. Thôi con cho cháu nha.